Học hôm trước, các em đã luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài cầu vồng. Hôm nay, cô và các bạn sẽ đi tiếp, tiếp 3 và tiếp 4 nhé. Các bạn đã luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài cầu vồng. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ hoa và viết chính tả nhé. Bạn quan sát cô có mẫu chữ cờ viết hoa. Các bạn nghe cô hướng dẫn để viết đúng nha. Chữ cờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi, rộng 2 ô ly. Các bạn đặt bút ở giữa đường ly số 3 và đường ly số 4, viết một nét cong, dừng bút dưới đường ly số 2. Các bạn bắt đầu viết chữ cờ hoa nhé. Bạn nào chúng ta có vở tập viết thì chúng ta viết vào đó. Nếu không có, các em sẽ viết vào vở ô ly trắng giúp cô nhé. Chúng ta viết một dòng chữ cờ, khoảng cách giữa các chữ là một đường sọc đậm nhé. Các bạn viết trong thời gian 2 phút. Các bạn đã viết xong chữ cờ hoa. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn viết câu ứng dụng của chữ cờ nhé. Đó là câu cầu vồng có 7 màu rực rỡ. Với câu này, cô muốn rèn cho các bạn kỹ năng viết hoa đầu câu, cuối câu dấu chấm. Các bạn chú ý viết kỹ thuật cho đúng độ cao, độ rộng của từng con chữ. Lưu ý khoảng cách giữa các chữ trong một con chữ là một con chữ O nhé. Các bạn viết câu này trong thời gian 3 phút. Bạn vừa viết xong chữ cờ hoa và câu ứng dụng của chữ cờ hoa. Bây giờ, để rèn cho các bạn kỹ năng nghe viết, thì cô và chúng ta sẽ đi vào viết bài chính tả sau. Chúng ta sẽ nghe viết một câu trong bài cầu vồng. Chúng ta viết câu là: cầu vồng thường xuất hiện trên bầu trời trước hoặc sau cơn mưa. Các bạn cùng quan sát và đọc thầm câu cần viết nhé. Các bạn lưu ý các từ dễ sai mà cô đã gạch chân cho các bạn. Các bạn phát âm đúng thì mới viết đúng được nha các bạn. Các bạn đã đọc xong, giờ các bạn trình bày theo mẫu. Các bạn đã đọc xong, bây giờ các bạn trình bày theo mẫu của cô. Rồi cô sẽ đọc cho các bạn viết nhé. Cô sẽ đọc cho các bạn viết trong thời gian 12 phút. Cô bắt đầu đọc nhé. Các bạn lắng nghe cô đọc trước một lần. Cầu vồng thường xuất hiện trên bầu trời trước hoặc sau cơn mưa. Các em bắt đầu viết nhé. Cầu vồng. Cầu vồng. Cầu vồng thường xuất hiện. Thường xuất hiện Thường xuất hiện trên bầu trời trên bầu trời trên bầu trời trước hoặc sau trước hoặc sau trước hoặc sau cơn mưa cơn mưa cơn mưa chấm chấm Các bạn viết xong rồi,
Giờ cô đọc lại cho các bạn dò bài lại nhé. Bạn nào chúng ta sai từ 5 lỗi trở lên, chúng ta phải chép lại bài nha. Cô đọc lại câu: cầu vồng thường xuất hiện trên bầu trời trước hoặc sau cơn mưa. Chấm. Bạn đã viết xong chính tả. Bây giờ chúng ta vào phần bài tập nhé. Mời các bạn mở sách giáo khoa trang 41. Bài tập số 3. Cô có thay hình ảnh khác với hình ảnh trong sách để cho sinh động nhé các bạn. Các bạn đọc yêu cầu cùng cô nào. Thay ngôi sao bằng chữ chờ hoặc chờ. Cô cho các bạn 1 phút để làm bài tập. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài nhé. Trú mưa. Khi các bạn đi ngoài đường trời mưa thì các bạn tìm mái hiên nhà để trú mưa, không nên đứng dưới những trụ điện hay cây xanh vì đứng dưới cây xanh sẽ bị gãy ngã vào chúng ta, cột điện thì dễ bị điện giật nha. Từ tiếp theo, che nắng cho con. Bây giờ các em và cô cùng vào bài tập số 4 nhé. Các bạn đọc đề cùng cô nào. Thay ngôi sao bằng chữ cờ hoặc ca. Các bạn nghe cô nhắc lại quy tắc điền chính tả giữa chữ ca và cờ nhé. Khi phía sau âm cần điền là i, e, e thì chúng ta điền âm ca, còn lại là âm cờ. Bây giờ các bạn cùng làm bài với cô nhé. Cái kén. Đây là cái kén con tằm. Nó là loại vỏ bọc bên ngoài của các loài nhộng tằm được tạo thành trong quá trình nhả tơ. Tơ tằm dùng chủ yếu để dệt vải, dòng cơ. Các em quan sát tranh nhé. Đây là con kênh. Dòng nước rất sạch. Các em không được xả rác dưới dòng kênh nhé. Bức tranh tiếp theo. Đây là kính thiên văn. Kính thiên văn là kính để nhìn từ xa mà mắt thường chúng ta nhìn khó thấy. Các em đã làm xong bài tập chính tả để giúp các em luyện nói trôi chảy và thành thạo hơn thì cô và các bạn sẽ đi vào phần luyện nói nhé. Các bạn quan sát bức tranh. Các bạn cho cô biết mọi người trong tranh đang làm gì? Mọi người làm công việc đó như thế nào? Em đặt tên gì cho bức tranh? Qua 3 câu hỏi trên, cô có thêm 2 câu hỏi nữa cho các bạn nhé. Các bạn đã làm công việc giống như vậy chưa? Các bạn thấy công việc đó có ích lợi như thế nào? Như các em đã biết, không khí, môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Cây xanh không chỉ góp phần chống ô nhiễm môi trường, mang lại môi trường trong lành cho con người, mà còn làm không gian nơi mình sống đẹp hơn nữa các bạn nhé. Các bạn đã biết ích lợi cây xanh. Bây giờ các bạn hãy viết tên của bức tranh vào vở nhé. Các em đã viết tên bức tranh vào vở xong chưa? Bây giờ đây là câu mẫu của cô. Cô sẽ đọc cho các bạn tham khảo nhé. Mọi người nên trồng cây để bảo vệ môi trường. Đọc bài thơ mẫu cho các bạn nghe nhé. Bài thơ Mưa bóng mây. Cơn mưa nào lạ thế, thoáng qua rồi tạnh ngay,
Em về nhà hỏi mẹ, mẹ cười mưa bóng mây. Cô đọc cho các bạn nghe bài thơ Nắng. Nắng lên cao theo bố, xây thẳng mặt tường vôi, lại trải vàng sân phơi, hồng thóc khô cho mẹ. Các bạn nhớ sưu tầm thêm, đọc cho cô, ba mẹ, bạn bè và người thân trong nhà nghe nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Hẹn các em vào tiết học hôm sau nhé. Các em chăm ngoan học giỏi.